Thì bây giờ ví dụ như một anh nào đó mà làm phụ hồ xe ôm hay là bảo vệ mà họ xem được video này, họ có cảm tình với chị, họ muốn đến với chị có đồng ý mở lòng mình đến với người ta không? Chị sẵn sàng, tại vì những người đó là cũng là một công việc chân chính nghề của họ thôi, cho nên chị không quan trọng việc đó. Chị nghĩ là người nào mà biết lo làm, có công việc, công ăn việc làm ổn định là ok rồi. Nếu như một anh nào đó mà họ đang làm ăn mà cũng không được may mắn lắm, hiện tại thì họ đang không có chỗ ở mà họ muốn đến với chị, có tình cảm thật lòng với chị, yêu chị thật lòng mà muốn về nhà chị sống luôn được không? Chuyện đó thì ok, nếu đồng cảm thì cùng sống cùng làm ăn. Quá dễ. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay có một chị gái cũng khá là dễ thương, xinh đẹp, đến từ thành phố Hồ Chí Minh xuống đây nhờ anh em kết nối tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Và yêu cầu chị đưa ra cũng khá là đơn giản, nghèo cũng được, già cũng được, xấu cũng được, mà về nhà chị ở luôn cũng được. Thì liệu với một yêu cầu đơn giản như vậy, ngày hôm nay chị có tìm được một anh nào hay không? Thì xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Rồi thay mặt anh em ở đây, xin chào chị nhé. Chị giới thiệu cho mọi người biết là mình tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, mình đến từ đâu? Chị xin chào cộng đồng mạng lời thân thương nhất, là chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chị đến kết nối yêu thương, tìm nhờ mấy em kết nối với chị một nửa yêu thương. Rồi, chị nói tên gì cho ta? Bao nhiêu tuổi hả? Chị tên là Kim Anh, năm nay 42 tuổi. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Rồi, chị Kim Anh 42 tuổi mà nhìn trẻ dữ ha. Tình trạng hôn nhân gia đình mình sao? Tình trạng hôn nhân của chị thì hiện chị đang là mẹ đơn thân 4 năm. Trời ơi. Đang ở với một đứa con 15 tuổi, con trai 15 tuổi. Mình chia tay 4 năm nay rồi. Dạ đúng rồi. Thế thì mình có thể bật mí một chút xíu là lý do tại sao mà mình chia tay không? Cũng vì chắc hết duyên hết nợ thì người đó đi thôi. Chồng theo gái đúng không? Ý là do chị hay là do bên kia hay là do cả hai? Để nói chung là do bên kia. Là bên chồng chị có mối quan hệ khác à? Đúng rồi. Trời ơi, sao vợ dễ thương như vậy mà sao lại có mối quan hệ khác trời? Thì chị nghĩ là hết duyên rồi thì đi thôi chứ Nhưng mình mà giữ. chị có bắt tài trận không? Mình giữ người ở đi chứ mình không giữ người ở lại. Nhưng Cái mà chuyện đó chị không muốn nói lại. Nhưng mà mình có bằng chứng để khẳng định điều đấy không? Thì có thì mình mới cho họ đi chứ không có sao mình Trời cho họ ơi, đi buồn chứ. đấy. Và lúc đó mình có bị sốc nặng không? Chắc Thì buồn sắp qua chứ. một thời gian rồi thì nó cũng phải vững chắc lên để cố gắng lên mà sống tiếp chứ. Mình có nghĩ là mình không nghĩ là người chồng mình sẽ lại phụ bạc mình đúng không? Đúng rồi. Tội nghiệp ha. Thế thì bây giờ chị nhà chị đang ở đâu? Nhà chị Hóc Môn á. Hóc Môn hả? Ở cũng gần ha. Dạ. Thế chị làm công việc gì? Thì hiện đang may mẫu ở trong công ty. May mẫu về lương có ổn định không? Nói chung cũng ổn định. Lương chắc cũng hơn chục triệu quá hả? Thì cỡ đó. Ồ, vậy là quá tốt rồi. Rồi tiếp. Chị giỏi quá ha. Cũng bình thường trong xã hội thôi. Thế thì chị theo dõi chương trình của anh em tụi em lâu chưa? Thì chưa giỏi cũng nhiều tháng rồi, cho nên là chị quyết định lên đây nhờ tụi em kết nối với chị nữa còn lại. Nhiều tháng rồi. Thế mình phải suy nghĩ mất bao nhiêu đêm mà mình mới quyết định lên đây? Thì suy nghĩ cũng phải 3 tháng. Cũng đắn đo lắm mới quyết định lên ha. Suy nghĩ dữ vậy hả? Thấy chị hoài xinh đẹp rồi thì chắc ở ngoài cũng có nhiều đàn ông có tán tỉnh mình lắm chứ. Tại vì nói chung là cũng có rất là nhiều nhưng mà chưa có đồng cảm được. Tại vì những anh trẻ không mà nên chưa có hiểu được cái cuộc sống. 30 tuổi cũng lại tán mình luôn. Từ 35. 35 là ít hơn cả 10 tuổi ha. Đúng rồi. Rồi, 35 thì càng trẻ càng khỏe có gì đâu mà sợ chị. Chứ mà thì em thấy thì muốn là một người mà chững chạc trong gia đình, có tiếng nói trong gia đình, là một lớn người lớn đàn ông tí thật hả? sự. Rồi, giờ hôm nay mình tìm một nửa thương nè, độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu? Chị tìm độ tuổi từ từ 40 tới 60 đổ lại. 60 là hơn mình cũng gần 20 tuổi á. Đúng rồi. Là cũng không thể nói là già hơn mình. Thì mình có ngại về vấn đề đấy không? Không, bình thường thôi, chị không có ngại về vấn đề. Không ngại gì hết. Thì bây giờ ví dụ như một anh nào đó mà làm phụ hồ, xe ôm hay là bảo vệ mà họ xem được video này, họ có cảm tình với chị, họ muốn đến với chị có đồng ý mở lòng mình đến với người ta không?
chị sẵn sàng, tại vì những người đó là cũng là một công việc chân chính nghề của họ thôi. Cho nên chị không quan trọng việc đó, chị nghĩ là người nào mà biết lo làm, có công việc, công ăn việc làm ổn định là ok rồi. Thì chị không cần một người phải kinh doanh giỏi giang, thành đạt, giàu có hả? Không, những người đó thì chắc không thuộc lại của chị đâu. Nếu như một anh nào đó mà họ đang làm ăn mà cũng không được may mắn lắm, hiện tại thì họ đang không có chỗ ở, mà họ muốn đến với chị, có tình cảm thật lòng với chị, yêu chị thật lòng, mà muốn về nhà chị sống luôn được không? Cái chuyện đó thì ok, nếu đồng cảm thì cùng sống, cùng làm ăn. Quá dễ luôn. Thế thì có nhiều người người ta thích kiếm những người mà điều kiện kinh tế khá giả, giàu sang, phú quý, thì cuộc sống sau này nó đỡ vất vả hơn. Thì sao chị lại không có những suy nghĩ như vậy? Chị suy nghĩ rằng là tiền tài thì mình có thể làm ra được, mình không quan trọng cái điều đó, mình tức là bản thân của mình làm ra được thì đồng tiền mình mới có giá trị hơn. Mình nói chung là không có quan trọng vào vấn đề đó, quan trọng là cái tình cảm thôi. Đúng rồi, vừa có thể vừa có tình cảm thôi, chứ còn tiền thì mình có thể làm ra được, chứ mình không có thể mà dựa vào người khác. Đây, trước đây chị cũng là mẹ đơn thân, cũng nuôi được mấy người con, đúng không? Đúng rồi, chị cũng từng là mẹ đơn thân, chị cũng nuôi được 2 đứa con. Giỏi hả? Vậy 2 đứa con và 1 đứa lấy chồng rồi hả? Không, 1 đứa thì nó ở bên ba nó, nhưng mà trách nhiệm của chị còn muốn phải lo. Mẹ em ấy ra trường rồi, đi làm rồi. Rồi 1 người ở bên chị? 1 người thì ở bên chị. Giỏi quá, quá giỏi luôn. Thế hôm nay lên đây thì chị cũng chia sẻ một chút xíu về cái tính cách của chị, như là ưu điểm, nhược điểm, để cho các anh và các chú có thể biết được, có thể nắm được cái thông tin của mình nó dễ hơn. Cái ưu điểm của chị thì chị thích là một người đàn ông mà phải biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết trung thủy, rồi một người biết lo làm ăn, là một người quả gia đình, đối với chị là đủ rồi. Còn đấy là một người đàn ông chị muốn tìm, đúng không? Biết lắng nghe, biết chia sẻ. Rồi chị không thích một người đàn ông điều gì? Chị không thích một người đàn ông là ăn chơi cờ bạc gái gú, hoặc là mọi thứ vấn đề ăn chơi ngoài xã hội thì đó chắc chắn là nhiều chồng người phụ nữ được, không ai thích à. Rồi thế còn bản thân mình, tính cách của chị ra sao? Chị chia sẻ để cho các anh biết. Tính cách của chị thì nó rất là dễ dàng, cho nên là chị cũng dễ hòa đồng với mọi người, dễ tiếp xúc với mọi người. Ưu điểm, nhược điểm. Ưu điểm là hài lòng nè. Đúng rồi. Dễ tiếp xúc với mọi người nè. Đúng rồi. Điện nước đầy đủ. Đúng không? Cái chuyện đó thì chúng ta dễ thương, xinh xắn. Ok. Rồi. Thế còn cái khuyết điểm của mình, cái điểm xấu của mình là cái gì? Cái điểm xấu thì là chị hay nóng tính. Đó. Bớt lại chút xíu ha. Hay nóng tính thôi. Dù nói những gì mà phật ý chị thì chị im lặng, chị không nói. À, chị cũng nóng tính mà thẳng thắn, có đúng gì rồi. Nói đó. Thẳng thắn thì nó cũng tốt, nhưng mà nóng tính thì mình nên bớt lại chút xíu ha, để cho nó cuộc sống hài hòa hơn. Hôm nay thì lên đây thì con chị biết không, mẹ biết không? Gia đình chị đều biết hết, con chị cũng biết. Con nói sao? Thì con nói thì mẹ đi tìm bạn hù hỉ với mẹ cho đỡ buồn, chứ giờ con cũng lớn rồi. Đêm nào một mình buồn không? Thì cảm thấy trong lúc nhiều lúc cô đơn thì mình cũng thấy hạnh phúc. Nhiều lúc mà thấy hạnh phúc thì cũng thấy cô đơn. Sao mà nằm một mình lại thấy hạnh phúc được? Hạnh phúc trong cái tình huống cô đơn đó. Đêm nằm trời mưa lách tách có buồn không? Có lăn qua lăn lại không? Nói chung cuộc sống mà. Nói chung là cũng buồn đúng không? Đúng rồi. Không buồn thì đâu có lên đây làm gì ha chị ha. Thì thôi. Bạn bè nhiều không? Tối rồi thì mình hay đi chơi gì không? Thì bạn bè hay đi chơi cà phê cà pháo rồi đó. Cũng ngoài công việc làm thì cũng đi giao du với bạn bè, ngoài xã hội, việc làm ăn. Còn đặc biệt là chị không biết nhậu đâu. Chị biết lo làm ăn thôi, chứ còn ngoài ra tính cách ăn chơi hay cờ bạc hay nhậu nhẹt hay cái này kia nè, không có. Mà từ hồi mình chia tay anh xã rồi, mình có tìm hiểu thêm anh nào chú nào nữa không? Nói chung là chị cũng tìm hiểu một vài người, nhưng mà chị thấy chưa đồng quan điểm với chị. Chưa đồng quan điểm, ví dụ như những cái điểm nào bất đồng? Điểm là kiểu như người ta không, người ta đến với mình kiểu như là
giống như là giả tạo hoặc là lời hay lợi dụng mình cái vấn đề gì đó, nên là mình thấy cảm thấy vậy là mình ngưng. Thế mình đã quen với anh nào mà được mấy tháng chưa? Quen thì nhà anh ấy ở thôi chứ còn không có chưa có đi ở với nhau à? Chưa có sống thật. Có nhà nghỉ chưa? Cái chuyện đó thì em được không? Cái chuyện đó là tự nhiên nó tới vậy. Nói chung là cũng có bình thường đúng không? Đúng rồi. Ai chưa vợ gái chưa chồng là chuyện bình thường đúng không? Đúng rồi. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Rồi nhưng mà bây giờ mình em cũng hỏi gì Du chút xíu thôi ha, không có gì cả. Chị này cũng dễ thương, trả lời thẳng thắn thật thà. Đâu rồi đó ha. Thì quan trọng bây giờ mình tìm một nửa và hạnh phúc và đi với nhau hết cuộc đời. Đúng rồi. Nhưng mà liệu cái độ tuổi mà chị chọn ra khoảng tầm 60-65 như vậy thì liệu nó có lớn quá không? Không, chị nghĩ là cái lứa tuổi nó phù hợp với chị hơn. Là chị thích một người đàn ông điều đạm lớn tuổi. Nhưng mà có nhiều người, nhiều chị cũng thích là ngang tuổi. Hay sao, lý do nào mà chị thích cái lớn tuổi? Đứng đắn hơn. Đứng đắn, người đó là đứng đắn. Nhưng mà già thì được cái nhược điểm là hơi yếu nha. Cái chuyện đó thì đúng lắm. Hỏi thế gì là cái chuyện đó là nếu mà mình thương nhau thật sự thì mình không có coi cho cái chuyện đó là nó là bình thường. Được rồi, thông cảm cho nhau. Đúng rồi, nó phải thông cảm cho nhau chứ không có phải là vì cái chuyện đó không. Ở đây là vì tình cảm là cách sống của mình với người đó thôi, chứ còn chuyện đó thì không quan trọng. Không quan trọng đâu. Nói chung thì chị cho cái độ tuổi là từ 40 đến 65 ha. Đúng rồi. Thì mình cứ cho cái độ tuổi ở đây rồi. Mình cứ hỏi trước đi cho biết cho rõ, chứ không thì lấy về nhiều hôm là chê yếu rồi bỏ, tội nghiệp mấy chú á. Tại vì cũng có trường hợp là chú lấy vợ trẻ quá về mà không được luôn mà là phải bỏ đấy. Mà đâu phải là ai là cũng mấy đâu, theo chị thì chị không có không có con đặt nặng vấn đề ấy. Không có đặt nặng về vấn đề đó đâu. Cho em nhìn mà chị em nghi lắm. Nói chung là không quan trọng. Đúng rồi. Rồi. Nhưng mà bây giờ mà anh nào mà hơi khó khăn chút xíu là có thể về nhà chị ở luôn. Cũng được. Về nhà chị góp gạo nấu cơm chung. Về ở đứng ăn hiếp người ta được mà tội nghiệp. Nói chung là chịu làm là được ha. Đúng rồi, chịu làm là được. Thế mình có cần ở khu vực nào không hay là ở đâu cũng được? Là vùng miền nào cũng được. Vùng miền nào cũng được ha. Đạo có đạo đức là được. Quan trọng là cái trí tâm đi đầu. Chị cũng dễ thương ấy. Thế thì năm nay gần Tết nhất rồi, thế chị chuẩn bị Tết tới đâu rồi? Thì cũng bình ổn như mọi người. Có mua hạt điều đồ này kia về ăn Tết chưa? Tí là mua về ăn, ủng hộ tụi em về ăn Tết này. Ok em. Tết nhất năm nay thấy em quán quán quá hả? Kiếm chồng hôm nay kiếm về chồng về ăn Tết là hợp lý á. Chị cũng hy vọng vậy. Hy vọng là kiếm được chồng trước Tết. Nhưng mà quan trọng là cái điều nữa em muốn hỏi chị là chị có khó tính hay không? Không, chị rất là dễ tính. Chị không có khó tính. Một người hiểu chị là rất là dễ. Nếu mà chị mà dễ tính thì em nghĩ là như cái nhan sắc của chị, tính cách của chị thì vô công ty thì hoặc là ở ngoài xã hội thì cũng không ít anh mà muốn làm quen với chị. Đúng rồi. Thì cũng có chứ. Nếu mà hồng nhan là bạc phận. Mà sao mà mình không... Mấy người có vợ không mà ơi? Mấy người có vợ hả? Dạ. Có vợ mà muốn làm quen với chị hả? Người trai tanh cũng có, mà có vợ cũng có. Nói chung là nhiều hoàn cảnh lắm, nhưng mà mình chưa thấy người nào đồng cảm thì mình chưa. Nhưng trai tanh khó, khó lắm. Mình tìm hiểu anh trai tanh nào chưa? Cũng mấy người anh trai tanh rồi, nhưng mà chị không có đồng quan điểm với cái trai tanh đó. Sao thế? Chị thích một người đã trải qua, người ta đã từng trải qua gia đình rồi, người ta biết cuộc sống vấp ngã như thế nào rồi, thì người ta mới phù hợp với mình. Đúng rồi, chị nghĩ đúng. Thì chơi tăng mà đến với mình cũng khó. Đúng rồi. Chỉ qua nhiều khi là lúc vui thôi. Đúng rồi. Buồn là cũng khó. Rồi. Nói chung là cũng có cái suy nghĩ, mỗi người có một cái quan điểm. Đúng rồi. Có suy nghĩ khác nhau, ai cũng có cái mưu cầu hạnh phúc. Quan trọng hạnh phúc của mình nó văn minh lịch sự chứ ha. Dạ đúng rồi. Rồi. Nhưng mà bởi vậy lên đây mình cũng phải chia sẻ, nhiều khi nó cũng hơi sâu một chút xíu. Dạ. Nhưng mà cái điều đó thì giúp cho các anh các chị tiết kiệm thời gian hơn. Đỡ phải tìm hiểu nhau về những cái điều đó nó phù hợp với, đỡ mà mất thời gian. Đúng rồi. Giờ mình hỏi sơ sơ thì sau này về nó
là cái này là cuộc sống cũng thực tế mà. Rồi, cuộc sống này lên đây thì nó thực tế hơn. Cho nên là muốn lên đây là để tìm một người để cho nó thực tế mà thực tại. Yeah. Nếu mà được thì mình đến với nhau, không được đúng thì rồi. Mình làm bạn. Trong cái sự văn minh lịch sự thôi. Đúng rồi. Không có gì phải ngại. Đúng. Nhưng mà con chị mà biết gì lấy chồng con trai nó có nói không? Ý kiến gì không? Con trai chị luôn. Con trai chị nó ủng hộ chị. Ủng hộ luôn. Rồi. Còn cũng tâm lý quá ha. Thì mẹ năm nay mới có sinh năm 81 thì năm nay mới có 43 tuổi. Đúng rồi. 43, 44 tuổi thôi còn rất là trẻ mà. Trẻ cũng hết nửa cuộc đời chứ. Còn trẻ lắm, nhìn chị nó còn xinh lắm, dễ thương lắm. Tưởng đâu 30. Tưởng đâu 30, 31 đó chứ. Có đâu, nó quá. Nhưng mà nó được cái chị này hiền, nói chuyện dễ thương. Đúng gì vậy? Lên chương trình này rồi có nhiều anh điện thoại lắm đó. Nói chung các chú nào mà cũng muốn làm quen với chị thì cứ liên hệ với anh em qua chương trình, anh em sẽ kết nối. Chị này rất là dễ luôn. Ai nghèo không có nhà cửa về nhà chị ở luôn cũng được. Mà mục đích của chị là phải kiếm được chồng trước Tết. Đặc biệt là đừng có ở nhà ngồi sinh số. Ừ. Kiếm chồng trước Tết chị ha. Tết này cho nó ấm cúng gia đình. Rồi thì bây giờ nãy giờ tìm hiểu thì cũng đã hiểu được một phần nào đó rồi. Thì bây giờ trước khi kết thúc thì chị có lời nào muốn nhắn gửi tới các anh, các chú đang theo dõi video ngày hôm nay không? À, qua chương trình này thì chị gửi đến lời chúc mừng cộng đồng đó là lời chào trân trọng nhất. Và chị cũng gửi tới các anh, các chú trên cộng đồng mạng là một lời nói là thân thương nhất. Và nếu mà đến với em thì sao? Em luôn luôn thế nào? Mở lòng. Nếu mà ai mà đến với em á thì em sẽ mở lòng và đón nhận người đó. Yêu thương hết cuộc đời. Yêu thương hết cả cuộc đời mà. Không có nửa đường bỏ chạy. Không còn nửa chặng đường này thì đi hết nửa chặng đường thôi. Còn không đi nổi thì đứng lại chứ không chạy thêm tiếp. Không chạy nữa. Rồi thì anh em ở đây cũng cảm ơn chị đã lên chương trình ngày hôm nay. Thì cũng trao đổi nãy giờ mình cũng nắm được một số thông tin rồi. Thì hy vọng là trong thời gian ngắn nhất anh em ở đây sẽ tìm được cho chị một nửa yêu thương. Với yêu cầu rất là dễ như vậy thì em nghĩ là cũng không khó đâu. Chắc cũng một vài bữa là anh em cũng sẽ tìm được cho chị thôi. Okay. Quan trọng là hai trái tim nó đồng cảm, nó có sự hy sinh cho nhau để sẽ đến được với nhau chị nhé. Còn đâu ai cũng có một cái quan điểm, ai mà có cái góc nhìn nó khác nhau. Không ai giống ai cả. Nhưng mà quan trọng là nó văn minh lịch sự đúng đắn là được chị ha. Rồi cũng cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn. Và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Và những anh nào, chú nào muốn kết nối với chị ngày hôm nay thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ tạo điều kiện cho mọi người ghép nối với nhau, tìm hiểu người thật, việc thật. Chị ha. Ok. Rồi mọi người đừng quên để lại những lời bình luận góp ý cho chị gái ngày hôm nay. Để câu chuyện nó có góc nhìn đa chiều hơn. Và nhớ là đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Rồi đừng quên để lại những lời chia sẻ ha. Rồi trước khi kết thúc cũng xin nhắn gửi toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Cô uống tình trạng bệnh cô của cô thế nào rồi? À, của cô thì được 73 rồi. Ờ, được 7 phần rồi hả? Ừ, 7 phần rồi. Cô uống được mấy chai rồi? Thì cô mới uống 2 chai hôm nọ đấy. Còn 2 chai hôm nay thì là hôm nay cô mới uống được có một nửa chai của cái hai cái chai thứ hai này. Còn hôm trước thì tình trạng của cô như thế nào? Ờ, hôm trước thì đấy, như hôm nay cô bảo đấy là cô uống, bắt đầu cô uống cái chai đầu tiên thì là 7-8 ngày thì là nó đau nhiều lên. Dạ. Ừ, nó đau nhiều lên xong là bắt đầu là từ từ rồi là nó mới dịu xuống, xong bắt đầu là uống đến chai thứ hai thì là bắt đầu là nó dịu dần. Cô bị đau ở chỗ nào? Cô bị đau ở chỗ nào nhất? Cô đau là ở cái đốt sống lưng này. À. Xong là nó đưa xuống bên mông này, xong rồi nó đưa xuống đằng sau cái đùi gối đấy. Dạ. Ờ, thì hôm nay đi rất thoải mái, rồi ngồi giờ dậy đứng lên rất giờ được hết rồi bên này. Cái thứ nhất và cái thứ hai nữa là đêm nằm nó cứ mỏi hết người thế này, là người ta thì nằm ngủ chứ mình cứ phải lang thang vậy vì đi lại chứ không nằm gì. Thì bây giờ là làm được, bây giờ là làm được, từ cứ đi tập đi tành về là khoảng 9-10 giờ là đi tập đi thể dục khiêu vũ chứ gì, về là 9-10 giờ về là
uống nước rồi nghỉ ngơi là nằm ngủ đến sáng rồi. Ồ, vậy là tình trạng nó bớt khá nhiều rồi hả cô hả? Ừ, bớt thì tìm được 70 rồi. Dạ, ô vậy quá tốt rồi, con chúc mừng cô nhá. Rồi, con chúc cô mạnh khỏe ha. Thế cô cảm ơn nhá. Rồi, con chào cô. Thế cô cũng chúc quan là bán được hàng để cho nhiều người uống khỏi bệnh thì buôn may bán tốt nhá. Đúng rồi, cô cũng tốt, cô cứ giới thiệu cho con nhá. À, rồi, con chào cô. Cảm ơn. Dạ.